Xin chào các bạn đã đến với Thuận Capital ngày hôm nay và Good Morning. Ngày hôm nay là ngày thứ sáu ngày 6 tới tháng 11 tại Hoa Kỳ. Bây giờ là khoảng 8 giờ sáng giờ Cali. Thì trước khi mà Thuận bắt tay vào công việc hàng ngày, Thuận muốn chia sẻ với các bạn một số những cái thông tin mới nhất. Và thông tin mà chúng ta sẽ chú tâm đến đó chính là thông tin liên quan đến tình hình bầu cử. Tại vì các bạn thấy được là đây là cái thông tin có sức ảnh hưởng lớn nhất bây giờ liên quan đến thị trường tài chính. Và chúng ta cũng đã thấy cái sự dao động của chứng khoán trong vòng mấy ngày qua là dao động rất là mạnh và đương nhiên Bitcoin bây giờ vẫn tiếp tục chịu sự ảnh hưởng của thị trường chứng khoán, thị trường tài chính nói chung. Thì các bạn thấy được là chúng ta nhìn vào tình hình bầu cử sáng ngày hôm nay thì có một thông tin mới thường muốn chia sẻ với các bạn nhưng mà trước khi mà chúng ta nói về cái thông tin này để thường dành một ít thời gian để mà cảm ơn những bạn nào mà đã để lại cái comment trong tất cả những video và đặc biệt là video 767 Cảm ơn những bạn đã ủng hộ Thuận Capital từ bấy lâu nay cùng đồng hành với Thuận Capital thì các bạn thấy được là comment thì rất là nhiều cho nên nhiều khi Thuận không có à, thể nào mà trả lời hết từng comment một hay là trả lời những câu hỏi thắc mắc của các bạn. Nhưng mà thường có thể nói cho các bạn biết được là tất cả những comment Thuận đều đọc hết cho nên không một comment nào mà Thuận bỏ sót. Và Thuận sẽ tiếp tục cung cấp thêm nhiều thông tin tại vì chúng ta bây giờ chỉ bắt đầu một cái mùa xuân kế tiếp mà thôi, thị trường mùa tăng trưởng chỉ là mới bắt đầu chúng ta bây giờ hãy trở lại và nói về cái thông tin liên quan đến tình hình bầu cử thì thường muốn trả lời một câu hỏi mà nhiều bạn rất là thắc mắc đó chính là cái sự khác biệt giữa một số trang web truyền thống khi mà các bạn nhìn vào trang web Fox News đi trang web Fox News này thì các bạn thấy được là một trang web nghiêng về phía của đảng Cộng Hòa nghĩa là phía của tổng thống Donald Trump nhưng mà tại sao lại để là Joe Biden có tổng số đại cử tri là 264 phiếu tổng thống Donald Trump là 214 phiếu trong khi mà chúng ta nhìn vào những trang web khác nhiều người cho là trang web của Đảng dân chủ nhưng mà cái số lượng phiếu lại khác các bạn thấy được là trang web của NBC News thì để là Joe Biden là 253 phiếu và Tổng thống Donald Trump là 214 phiếu. Tại sao chúng ta lại có cái sự chênh lệch giữa 264 của Joe Biden so với lại 253 của Joe Biden giữa hai trang web Fox News và trang web NBC? Và thật ra phần lớn những trang web các bạn nhìn thấy đều để là Joe Biden là 253 phiếu, Tổng thống Donald Trump thì điều để là 214 nhưng mà Joe Biden số phiếu đã khác nhau. Tại vì sao? Tại vì cái sự khác biệt ở đây đó chính là tiểu bang Arizona tiểu bang Arizona là có 11 phiếu đại cử tri. Các bạn thấy được là khi chúng ta lấy 11 phiếu đại cử tri này trừ cái con số là từ 264 thì 264 trừ 11. Cái sự khác biệt là 253 phiếu có nghĩa là một số những cái trang web, một số những đài truyền thông thì cho là tiểu bang Arizona bây giờ là chưa rõ ai sẽ là người chiến thắng. Cái phiếu đại cử tri mà một phiếu này là chưa chắc là thuộc về bất cứ một người nào. Nhưng mà Tại Fox News thì lại cho là cái phiếu đại cử tri 11 phiếu này là của Joe Biden. Thì tại sao họ lại dám cho như vậy? Lấy căn cứ nào? Thì các bạn thấy được là thật ra rất là nhiều tiểu bang bây giờ. Các bạn nhìn vào những cái tiểu bang như là chúng ta thấy trên màn hình. Thì phần lớn những tiểu bang là vẫn chưa đếm hết phiếu. Các bạn thấy được là khi chúng ta nhìn vào giả sử như là à, chúng ta nhìn vào California đi. Thì các bạn thấy được là California bây giờ cái số lượng phiếu là vẫn còn đang đếm. Cái số lượng phiếu là 66% phiếu. Thì tại sao? những cái trang web lại có thể đưa ra quyết định là California là của Joe Biden, tại vì họ dựa theo căn cứ từng quận hạt, từng địa phương, họ dựa theo những cái số phiếu còn lại bao nhiêu, số phiếu bây giờ đếm được bao nhiêu, và họ xem những quận hạt đó, những cái nơi đó là những nơi của đảng nào, thì có thể đưa ra một cái chẩn đoán là tiểu bang đó là màu đỏ hay là màu xanh, màu đỏ là của Tổng thống Donald Trump, màu xanh là của cựu phó tổng thống Joe Biden. Đây là cái sự à, mà tính cái số phiếu thì hiện bây giờ. Cho đến khi nào mà tất cả đếm phiếu xong thì chúng ta mới đưa kết quả chính thức. Nhưng mà các cái thông tin được đưa ra thì thường là rất là chính xác. Nhưng mà cái sự khác biệt bây giờ lớn nhất đó chính là Arizona. Thì chúng ta nhìn vào Arizona bây giờ thì các bạn thấy được là chúng ta nhìn vào trang NBC News. Thì Arizona bây giờ là khoảng 92% phiếu đã đếm xong, bây giờ còn khoảng 8% và Joe Biden dẫn đầu là 50% cho số phiếu, còn tổng thống Donald Trump là 48,6. Cái sự chênh lệch không cao nhưng mà cái số phiếu còn lại thì cũng không nhiều, chỉ còn có 8% phiếu mà thôi. Nhưng mà dựa theo Fox News thì lại cho là Arizona là của Joe Biden cho đến cái thời điểm bây giờ. Đương nhiên, có nhiều người cũng không có thích với vấn đề này, thậm chí đơn giản là chia sẻ với các bạn là có sự khác biệt giữa hai cái à, trang web chính là NBC và trang web của Fox News và nhiều trang web bây giờ cũng không dám khẳng định Arizona là ai nhưng mà Fox News mặc dù là bên tổng thống Donald Trump đã đưa ra câu hỏi nhưng mà Fox News vẫn khẳng định là họ có thông tin, họ có những lập luận tin tưởng là Arizona cuối cùng cũng là của Joe Biden mà thôi đây là cái sự khác biệt à, giữa 264 cho Joe Biden và 253 cho Joe Biden mà nhiều bạn thắc mắc thì chúng ta nói tới thông tin mới nhất bây giờ đi thì các bạn thấy được là Nevada thì như thế nào Nevada là một tiểu bang rất là quan trọng và các bạn thấy được là cho đến bây giờ Nevada chỉ còn có 16% số phiếu mà thôi thì Nevada các bạn thấy được là bây giờ nhiên về cho Biden 49,4% bên tổng thống Donald Trump là có 48,5% số phiếu thì chúng ta nhìn vào tình Nevada thì cho đến sáng ngày hôm nay các bạn thấy được là chúng ta vẫn chưa có cái thông tin à, kế tiếp của Nevada cái thông tin cuối cùng chúng ta nhận được từ cái twitter chính thức của Nevada, các bạn thấy được là cách ti 18 tiếng đồng hồ liên quan đến cái uh, sự uh, đếm phiếu của bầu cử là khi nào mà kết quả thì các bạn thấy được là chúng ta nhìn vào Nevada thì cho tới 18 tiếng đồng hồ trước đây như được đã chia sẻ trong video tối ngày hôm qua còn 190.000 phiếu là chưa được đếm và cho đến tháng sáng này các bạn thấy được là họ vẫn tiếp tục đếm khi nào đếm xong chúng ta không biết được nhìn vào thì hình như là còn 16% phiếu nữa là chưa được đếm ở Nevada và bây giờ vẫn nghiêng về cho Biden. Các bạn thấy được là nhìn vào thông tin thì tình hình bây giờ là không có khả quan lắm cho tổng thống Donald Trump. Tại vì sao các bạn thấy là chúng ta nhìn vào ngay cái tiểu bang Pennsylvania, thì thông tin mới nhất cái đây một tiếng đồng hồ là bây giờ đã nghiêng về phía của Joe Biden. Các bạn thấy được là nghiêng không nhiều, nhưng mà các bạn thấy là còn rất nhiều phiếu à, vẫn chưa có đếm và những phiếu đó là đến từ những cái người mà gửi phiếu qua bưu điện và dựa theo thông tin truyền thông truyền thống thì phần lớn những người đó là ủng hộ Joe Biden cho nên tình hình bây giờ là không có tốt lắm đối với tổng thống Donald Trump là các bạn thấy được là bây giờ thì thiết bị không nhiều 49,5% nghiêng cho Joe Biden và 49,4% nghiêng cho tổng thống Donald Trump. Thì Pennsylvania hồi sáng nay các bạn thấy được là chúng ta nhận được một cái tweet được chia sẻ cách đây khoảng chừng 5 tiếng đồng hồ thì không có thông tin chính thức là khi nào mới đếm xong Có nghĩa là sao? Có nghĩa là bây giờ Nevada và Pennsylvania là hai tiểu bang rất là quan trọng đối với cả hai ứng cử viên Nhưng mà bây giờ chúng ta vẫn không biết được là khi nào thì mới đếm xong Và tình hình bây giờ thì phần thắng vẫn đang tiếp tục nghiêng về chỗ Biden Tuy nhiên các bạn thấy được là có một số những cái vấn đề mà nhiều bạn cũng đang nêu ra liên quan đến gian lận hay liên quan đến kiện tùng Thì chúng ta chưa biết được kết quả đó nền như thế nào chúng ta cũng biết là tổng thống Donald Trump cũng đã giải thơ ra chuyện một số nơi quan trọng những cái tiểu bang mà có cái tính quyết định và cũng đòi hỏi à, một số nơi đếm phiếu lại nhưng mà cho tới ngày hôm nay thường vẫn chưa tìm thấy thông tin chính thức là nơi nào đã nhận được cái đơn Xin đếm phiếu lại từ bên Tổng thống Donald Trump hay là chưa và đã bắt đầu đếm phiếu hay chưa Tôi xem thông tin thì nhiều người nói là tiểu bang Wisconsin đang đếm phiếu lại nhưng mà cho đến bây giờ thì vẫn chưa nhận được thông tin chính thức à, Đây là cái điều mà tôi muốn chia sẻ với bạn Nhưng mà nào mà có thêm những thông tin, những cái nguồn à, mà biết được là những tiểu bang này đang đếm phiếu lại Thì hãy cung cấp bằng cách để lại cái comment ở phía dưới video này Thì bây giờ chúng ta hãy nói tới tình hình chung của thị trường ngày hôm nay Nhưng mà trước khi mà chúng ta đi vào thêm chi tiết cũng như thường lệ, tất cả chỉ vì mục đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư. Và nếu như mà các bạn thích cái video này hay là các bạn thích những cái video tương tự, thì các bạn đừng quên nhấn cái nút like và đăng ký vào kênh để giúp kênh được tiếp tục phát triển. Và đương nhiên, những mà nào mà chưa theo dõi thuần cap và được chuyên mạng xã hội thì các bạn có thể theo dõi bằng cách bấm vào cái link ở phía dưới video này để tìm thấy những cái thông tin nhanh nhất và chính xác nhất. Và các bạn là một trader thì trước khi các bạn tham gia một sàn giao dịch nào các bạn hãy bấm vào cái link ở phía dưới để tìm thấy những cái ưu đãi dành riêng cho cộng đồng thùng capital như là các bạn có thể tham gia vào những cái sàn giao dịch điền đơn nhận hỗ trợ cũng như là các tính hiệu trợ miễn phí hay là tham gia vào những sàn như là sàn Binance giảm 20% phí giao dịch mãi mãi và nhiều sàn khác như là Bybit, Coinbase, Remitano và những BlockFi Khi mà bấm vào cái link ở phía dưới để tìm thấy những cái thông tin chi tiết hơn Thì nhìn vào thị trường ngày hôm nay các bạn hiểu được là tình hình chung là hôm nay là các chỉ số chứng khoán sau nhiều ngày tăng trưởng liên tục cũng đã có cái sự trả trở về Nhưng mà trả ở một phần nhỏ thôi Các bạn thấy là chỉ số Dow Jones thì chỉ xuống 0,1% S&P chỉ xuống 0,2% Và Nasdaq thì xuống 0,5% Thì cái tình hình thị trường bây giờ Hôm nay chúng ta có một số những cái thông tin Liên quan đến tình hình tài chính nói chung như là liên quan đến cái con số thất nghiệp thì đã đỡ hơn là nhiều người tưởng tượng như là các bạn thấy được là cái số lượng việc làm có lại được đã nhiều hơn là nhiều người chẩn đoán nhưng mà chúng ta vẫn cách xa cái khoảng cách mà chúng ta có trước đây cho nên thị trường vẫn đang tiếp tục cố gắng để mà hồi phục cố gắng để mà chống chọi lại với lại cái cơn dịch bệnh mà đang lại tăng trưởng bây giờ thì chúng ta thấy được là tin tức nào đi nữa bây giờ mọi người cũng chỉ quan tâm đến cái thông tin đó chính là thông tin liên quan tới bầu cử và thông tin liên quan tới bầu cử thì các bạn đã thấy được là thị trường đã tiếp tục tăng trưởng trong mấy ngày qua thị trường chứng khoán thì tại sao các bạn cũng đã biết đó chính là tại vì chúng ta vẫn có một cái quốc hội bị chia rẽ ra là làm hai đảng cho nên chúng ta sẽ có uh, những cái dù chặn lại nhiều cái lực sẽ không di chuyển nhanh được sẽ không được thông qua quốc hội một cách dễ dàng đây là điều mà tôi đã chia sẻ với các bạn trong mấy ngày qua là tại sao mà những nhà đầu tư lại phấn khởi về thị trường tài chính mặc dù là chúng ta chưa rõ là ai sẽ là tổng thống kế tiếp nhưng mà các bạn thấy được là bitcoin thì cũng tiếp tục đi theo cái xu hướng của thị trường chứng khoán và một điều mình thường thấy rất rõ ràng là trong thời gian gần đây bitcoin tăng trưởng rất là mạnh khi mà chứng khoán tăng thì Bitcoin hình như là có sức tăng trưởng nhiều hơn là chứng khoán nhưng mà khi mà chứng khoán khựng lại hay đi xuống thì Bitcoin cũng đi xuống theo như là các bạn thấy được là ngày hôm nay đã trả trở về 15.500 đô trong khi ngày hôm qua các bạn thấy được đã lên tới 15.980 nhưng mà khi các bạn nhìn vào cái tình hình của Bitcoin thì rất rõ ràng là Bitcoin thường cảm thấy là cái sức mạnh đẩy rất là cao. Khi mà chứng khoán đi xuống thì Bitcoin đi xuống không có nhiều bằng chứng khoán. Nhưng mà khi chứng khoán đi lên thì Bitcoin đi mạnh hơn là chứng khoán. Mà chúng ta đang nói tới chính là chứng khoán của Hoa Kỳ. Thì điều mà chúng ta muốn thấy là Bitcoin tiếp tục có sự tích lũy ở cái mức là 15.000 đô này. Các bạn thấy được là cái sự tích lũy giữa cái mức là 13-4.000 đô thực sự không có lâu. Các bạn nhìn vào tình hình gần đây thì các bạn thấy được là từ 13.000 tới 14.000 thì cái sự tích lũy là chỉ bắt đầu các bạn thấy được là từ ngày 22 tây tháng 10 cho đến cái tình hình là ngày 3 tây tháng 11 ngày bầu cử tổng thống sau đó Bitcoin đã tăng vọt lên thì từ ngày 22 tới ngày 3 tây các bạn thấy được là không tới 2 tuần cho nên cái sự tích lũy ở cái mức là từ 13.000 tới 14.000 đối với thường vẫn chưa có đủ à, và bây giờ Bitcoin đã lên trên 15.000 đô chúng ta hy vọng là Bitcoin tích lũy ở mức này không ai biết được À, hy vọng là bitcoin không có điều chỉnh lại quá sâu nhưng mà tình hình bây giờ thì miễn là chứng khoán không có đi xuống mạnh thì chúng ta thấy được là bitcoin vẫn sẽ tiếp tục có thể giữ được cái mức này chúng ta sẽ tiếp tục À, chờ đợi cái tình hình tiếp tế như thế nào Còn về Allcoin thì sao All coi thì chúng ta nhìn vào trang web Coin360 thì các bạn thấy được là Ethereum đã có cái sự tăng trưởng mạnh mẽ à, Từ ngày hôm qua tới bây giờ Bây giờ đã lên tới 440 đô à, Thì tại sao Ethereum lại tăng trưởng mạnh Thì những người nào mà chưa xem cái video thuận đăng ngày hôm qua Cái video 767 thì cũng nên xem Để hiểu được tình hình của Ethereum Chúng ta đã bắt đầu thấy cái sự nổi lên Của Ethereum 2.0 Đây là một cái bước tiến tới rất là quan trọng cho cái sự tiến triển của Ethereum cũng như là cái sự giá trị của Ethereum. Cho nên đây là lý do tại sao mà mình thấy được là Ethereum tăng trưởng mạnh. Những đồng khác mình thấy được là ngày hôm nay có rất nhiều màu xanh là một ngày vẫn rất tốt cho thị trường crypto và chúng ta sẽ tiếp tục chờ đợi tình hình bầu cử như thế nào sau đó tính tiếp. Và đây là những thông tin thì muốn chia sẻ với các bạn. Hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video ngày hôm nay và thuần sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp. Theo. Tạm biệt các bạn.